Chào mừng anh chị quay trở lại với bản tin đầu tư Hoa Kỳ của US Home. Lời đầu tiên, thay mặt US Home, Minh Tâm xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến anh chị. Bản tin đầu tư Hoa Kỳ được phát sóng định kỳ vào thứ tư hàng tuần trên fanpage và YouTube channel của US Home sẽ giúp anh chị nắm bắt các tin tức giá trị nhất về thị trường đầu tư bất động sản Hoa Kỳ ngay tại nhà. Hôm nay, Minh Tâm và US Home sẽ gửi đến anh chị các thông tin hữu ích xoay quanh chủ đề tác động COVID-19 đến thị trường bất động sản Hoa Kỳ, cơn bão hoàn hảo tạo đà tăng phi mã. Trong thời gian qua, việc giãn cách xã hội và hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona đã tạo nên những biến động lớn về nền kinh tế toàn cầu. Vậy đại dịch COVID-19 có tác động như thế nào đến thị trường bất động sản Hoa Kỳ? Thưa các anh chị, kể từ khi đại dịch COVID-19 được ghi nhận tại Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2020, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã giảm mạnh với số lượng lớn và nhanh với tốc độ chưa từng thấy kể từ khủng hoảng năm 2008. Có thời điểm chỉ số DJ đã giảm xuống đến mức 12%. Nếu giảm mức 20% thì thị trường chứng khoán sẽ đi vào vùng suy thoái. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có đánh giá cụ thể nào về tác động của dịch COVID-19 đến bất động sản Hoa Kỳ. Theo ông Brian Eisenhower, người sáng lập ICC, công ty tư vấn bất động sản lớn nhất tại Bắc Mỹ, thị trường bất động sản Hoa Kỳ nói chung ít bị ảnh hưởng hơn bởi đại dịch. Ngược lại, đại dịch này đã mang đến một tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản trong tương lai gần. Theo nghiên cứu của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, trong suốt hơn 60 năm qua, giá nhà đất chưa bao giờ giảm trong các thời kỳ suy thoái. Đó là kết quả tất yếu khi có một mối quan hệ tương quan ngược chiến tồn tại, rằng nếu thị trường chứng khoán giảm, thị trường bất động sản sẽ được cải thiện. Nhờ vào sự dịch chuyển đầu tư vốn từ thị trường chứng khoán vào thị trường bất động sản làm tăng nhu cầu người mua và giá trị nhà. Việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang FED cũng là một trong những lý do quan trọng khiến thị trường nhà đất phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ khủng hoảng. Chúng ta cùng nhìn lại một ví dụ trong quá khứ. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, sự kiện tòa tháp đôi bị tấn công đã khiến cho nền kinh tế Hoa Kỳ hứng chịu một nỗi đau nặng nề bất ngờ. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm gần 700 điểm. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa 4 ngày liên tục sau đó và vào tháng 10 năm 2001, FED đã cắt giảm lãi suất xuống mức vô cùng thấp, tạo ra một sự kích thích cho nền kinh tế. Vào các năm sau đó, từ năm 2002 đến 2005, thị trường bất động sản đã bùng nổ phát triển. Giá trị bất động sản có những đột biến leo dốc nhanh nhất từ trước đến thời điểm đó. Từ bằng chứng lịch sử, chúng ta có thể nhìn thấy việc kích thích nền kinh tế trong và sau khủng hoảng của FDE đã tạo ra những tác động vô cùng có lợi cho ngành bất động sản. Trong suốt chiều dài lịch sử, bất động sản đã được coi là một khoản đầu tư vô cùng an toàn, và đó là lý do tại sao giới đầu tư sẽ nhanh chóng chuyển dòng tiền vào bất động sản trong các thời kỳ khủng hoảng. Chúng ta có thể nhận thấy đại dịch COVID-19 cũng mang những yếu tố bất ngờ như sự kiện ngày 11 tháng 9 hay tạo nên những ảnh hưởng nhất định đối với thị trường như các cuộc khủng hoảng kinh tế. Thế nhưng, chính phủ liên bang rất giỏi trong việc đưa ra các chính sách kích thích nền kinh tế, cắt giảm lãi suất. Có chăng sự khác biệt bây giờ là ở nguồn cung? Nếu như hơn một thập kỷ trước, vào những năm 2006-2007, bất động sản Hoa Kỳ thừa nguồn cung nhà ở, thì ở thời điểm hiện tại, năm 2020, hầu hết nguồn cung đã cạn dần. Tình trạng nhà ở tồn kho ở mức thấp nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thậm chí ở một số khu vực, tồn kho nhà ở chỉ còn từ 1 đến 2 tháng. Có nghĩa là nếu không có nhà ở mới nào được rao bán, trong vòng 1 đến 2 tháng nữa sẽ không còn nguồn cung. Vì vậy, có thể nói đại dịch lần này đã tạo nên một cơn bão hoàn hảo cho bất động sản Hoa Kỳ. Lãi suất được giảm xuống mức thấp với nguồn cung nhà ở thấp trong lịch sử. Điều đó có cho thấy thị trường bất động sản đã sẵn sàng tăng trưởng phi mã trong thời gian sắp tới. Các chuyên gia quốc tế khuyến nghị các nhà đầu tư nên cân đối tài chính và có động thái nắm bắt cơ hội, vì đây là thời điểm lý tưởng để đầu tư sở hữu các bất động sản tốt nhất với giá hợp lý hơn. Thưa các anh chị, US Home tự hào là đơn vị hỗ trợ người Việt đầu tư vào 2% các kênh đầu tư bất động sản tốt nhất tại Hoa Kỳ, với lợi nhuận trung bình từ 15 đến 25% một năm bằng đồng đô, hướng đến đỉnh cao tự do tài chính và cuộc sống thịnh vượng đích thực. Để nhận thông tin chi tiết về các kênh đầu tư giá trị này, Minh Tâm xin mời các anh chị đăng ký tư vấn bằng cách click vào đường link bên trong phần mô tả.
Cố vấn đầu tư của US Home sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ cho các anh chị. Bản tin đầu tư Hoa Kỳ được thực hiện bởi US Home, công ty tư vấn đầu tư bất động sản Hoa Kỳ hàng đầu tại Việt Nam, đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại anh chị trong các bản tin tiếp theo vào thứ tư hàng tuần trên fanpage và YouTube channel của US Home. Thay mặt US Home một lần nữa, Minh Tâm chúc anh chị sức khỏe và thịnh vượng.